Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay bản tin Đoàn Gia Phúc của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Văn phòng luật sư thì các bạn biết rồi, văn phòng công chứng thì các bạn cũng biết rồi. Nếu chúng ta ký một số văn bản như là ủy quyền, khai nhận di sản thừa kế, ký hợp đồng mua bán tặng cho. Tuy nhiên hôm nay lại có báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh lại có một cái phòng làm chứng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phòng làm chứng là cái gì các bạn nhé. Cái này tôi đọc trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 24 tháng 11. Thứ nhất là nói về những cái quy định về vi bằng. Vi bằng của thừa phát lại là nguồn chứng cứ. Thừa phát lại được quyền lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi do thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật, xác minh điều kiện thi hành án, người được thi hành án và người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thi hành án. Đó là những cái quy định mà theo pháp luật là của thẩm quyền, là của thừa phát lại. Còn hôm nay chúng ta sẽ xem cái phòng làm chứng. Tôi cũng không biết cái phòng làm chứng là cái gì. Cái này của phóng viên Kim Phụng, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Trong nhiều vụ việc nhờ vi bằng mà người dân có chứng cứ đắc lực trong việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp tại cơ quan cũng như tại tòa án. Thế nhưng ai cũng có quyền lập vi bằng. Văn bản được xem xét chứng cứ là phải bảo đảm cá nhân hay tổ chức. Đó là một trong những câu hỏi mà bạn đọc thành phố Hồ Chí Minh đăng tải bài viết liên quan đến phòng làm chứng, văn phòng làm chứng đất vàng ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tại huyện Hóc Môn ở ấp Trung Đông, xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn có một cái sáng tác, đó là phòng làm chứng. Thì thật ra trong cái quy định của pháp luật cho tới thời điểm này thì chưa có một cái quy định nói về phòng làm chứng các bạn ạ. Có văn phòng thừa phát lại, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng. Và hồi nãy tôi có giới thiệu mỗi một nơi có chức năng, quyền vụ, quyền hạn. Và trên cái việc văn phòng luật sư thì trực thuộc có sự quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng luật sư đặt tại ở cái quận, huyện, địa hạt nào thì trực thuộc chịu sự quản lý của Sở Tư pháp tỉnh đó. Và phòng công chứng và thừa phát lại thì cũng trực thuộc của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, tư pháp của tỉnh đó các bạn nhé. Còn cái phòng làm chứng thì chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp theo phóng viên Kim Phụng nha các bạn. Sở Tư pháp không phạt được. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, ngày 22 tháng 11, Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công ty đất vàng có trụ sở tại 28/9B, Nguyễn Thị Ngâu, xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn. Đoàn kiểm tra ghi nhận công ty đất vàng đặt bản quảng cáo phòng làm chứng đất vàng nhưng chưa được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 2018, tức là thành lập được khoảng một tháng thì sau đó bị phát hiện và Sở Tư pháp thì không có một cái quy định để kiểm tra được. Và đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn môi giới bất động sản sử dụng đất, trừ tư vấn mang tính pháp lý. Nhưng lại hoạt động các lĩnh vực khác với ngành nghề đăng ký nên đoàn kiểm tra phải lập biên bản. Theo Sở Tư pháp, việc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nhà đất, đất vàng, công ty đất vàng treo biển hiệu, thực hiện các công việc giống như phòng công chứng, thừa phát lại sẽ ngộ nhận rất lớn cho người dân. Tuy nhiên, Sở Tư pháp cho biết cơ quan này không phạt được.
công ty đất vàng. Lý do, căn cứ quy định pháp luật hiện hành về công chứng thừa phát lại thì những hoạt động của công ty này như treo bảng hiệu, phòng làm chứng, thực hiện soạn thảo các văn bản với tư cách đơn vị thành lập văn bản là chưa đủ cơ sở để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, công ty này cũng không phải là một tổ chức bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. Hồi nãy tôi có nói rồi đó, cái công ty này thuộc thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải trực thuộc quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh không thể phạt được. Sở Tư pháp cũng cho rằng những thông tin về đăng ký hành nghề kinh doanh của công ty, việc treo bảng hiệu quảng cáo và kết quả xác minh hoạt động cho thấy công ty đã vi phạm về quảng cáo không đúng quy định, hoạt động kinh doanh ngành nghề không có đăng ký. Từ đó, việc xử lý các vi phạm nêu trên thuộc về thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn. Làm chứng có thu phí nhưng dịch vụ không ổn. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, tùy theo từng lĩnh vực như dân sự, hình sự mà pháp luật có quy định cụ thể về người làm chứng. Nói chung, pháp luật hiện hành chỉ quy định về người làm chứng chứ chưa nghe nói đến phòng làm chứng, văn phòng làm chứng. Đối chiếu với trường hợp phòng làm chứng đất vàng mà báo đã thông tin thì công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh là tư vấn môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất, trừ tư vấn mang tính pháp lý. Trong khi thực tiễn, công ty này hoạt động tương tự như lĩnh vực công chứng thừa phát lại là không đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh trong giấy phép. Chưa kể đến công việc công ty lập văn bản, làm chứng đóng dấu và đóng giáp lai trong hợp đồng cho thuê xe, văn bản thỏa thuận và có thu phí là một loại hình kinh doanh dịch vụ liên quan đến cơ quan thuế nữa. Làm chứng mà thu phí để thực hiện công việc dịch vụ liên quan đến tư pháp thì liệu có khách quan hay không? Ở đây, khi người làm chứng bị biến tướng thành một loại dịch vụ để cung cấp theo nhu cầu trả tiền của người dân cần thì không ổn về tính pháp lý. Công ty đã đứng ra làm chứng gây ngộ nhận cho người dân về lĩnh vực tư pháp. Trong khi đó, lĩnh vực này là lĩnh vực có điều kiện, có quy định chặt chẽ, cụ thể do Sở Tư pháp quản lý, chứ không phải ai cũng có thể tự ý kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, thì đã rất lâu rồi, thì rất là nhiều văn phòng luật sư ở Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đến đoàn luật sư là yêu cầu những cái mảng dịch vụ pháp lý nói chung là của văn phòng luật sư, chứ không phải là ở một số cái loại hình công ty không có chức năng tư vấn pháp lý. Tuy nhiên thì bằng cách này bằng cách khác, cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc mà một số công ty vẫn có thể tư vấn để mà làm hồ sơ dịch vụ, và tôi nghĩ một số công ty họ làm với tư cách tốt thì ok thôi. Tuy nhiên một số cái công ty họ không có làm theo cái minh bạch, không có một cái tính pháp lý, dẫn đến hậu quả thiệt hại đến cho cái người dân, thì đó cũng là một cái vấn đề mà tôi cho rằng là Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng nên phối hợp để trả cái dịch vụ pháp lý cho một số văn phòng luật sư để cho cái tính minh bạch, cái tính pháp lý và nâng cao cái ý thức của người dân, mà đặc biệt trong nội phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật sư Hậu, hiện tại chỉ có thừa pháp lại mới có thẩm quyền lập vi bằng để làm chứng cứ. Còn việc công ty đất vàng thành lập văn bằng thì đây không phải là văn bản được mặc nhiên xem là chứng cứ như vi bằng của thừa phát lại lập. Người dân nên chú ý chi tiết này để tránh tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, luật sư Hậu khuyên. Thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn một điều rằng là chỉ có thừa phát lại mới lập được vi bằng. Và các bạn biết không, một số văn phòng thừa phát lại cũng đã bị tuyết còi.
vì cái việc lập vi bằng nó vượt quá cái phạm vi của mình. Thôi thì trong một cái chừng mực nào đó, tôi cho rằng các quý anh bà, cô bác và anh chị phải hiểu, nếu chúng ta cần lập những cái bằng chứng để phục vụ cho nhu cầu của tòa án, phục vụ cho nhu cầu về sau, thì chúng ta nên đến thừa phát lại. Và chúng ta chỉ cần đánh là thừa phát lại, và trên Google chúng ta search, và chúng ta nếu được thì chúng ta sẽ thấy có cái giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được. Còn cái phòng làm chứng gì đó, chúng ta sẽ kiểm tra nội dung rất là cơ bản bằng cách là cái văn phòng này nó được cấp giấy, nó được cấp đăng ký hoạt động như thế nào trước khi chúng ta đến liên hệ để mà giao dịch. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, gọi tắt là Hội đồng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về hoạt động thừa phát lại cũng như những quy định chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn huyện. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh là báo cáo viên của các hội nghị này. Ngoài việc tuyên truyền phổ biến các quy định về quy chế hoạt động của thừa phát lại, thì ông Tùng cũng đặc biệt lưu ý về giá trị pháp lý của việc lập vi bằng nhằm tránh tình trạng ngộ nhận vi bằng có giá trị tương tự văn bản công chứng chính thực. Vi bằng chỉ ghi nhận sự kiện, hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, cũng như ghi nhận các việc giao tiền, nhận tiền, giấy tờ giữa các bên. Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản hợp đồng công chứng chính thực. Và theo pháp luật hiện hành, cơ quan duy nhất có thẩm quyền lập vi bằng đó là thừa phát lại. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu kết. Cơ quan duy nhất có thẩm quyền lập vi bằng là thừa phát lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.